Trần Messi. Cú dứt điểm luôn. Cú dứt điểm hơi nhẹ của cầu thủ mang áo số 11 Đăng Công. Xuân Trường và Đức Anh. Cú dứt điểm luôn của Đức Anh. Một sự lựa chọn không tồi khi mà trong tình huống vừa rồi Xuân Trường đã ngay phía đằng sau. Ở những phút đầu của trận đấu này, đây là chuẩn Messi, đường truyền cho Việt Anh. Kỹ thuật của Việt Anh đã đưa bóng đi chạch khu khung thành, rất đáng tiếc. Một đường truyền tốt của chuẩn Messi xuống phía dưới đáy cho Việt Anh. Tình huống vừa rồi về Việt Anh đã lựa chọn một cú dứt điểm luôn về phía cột hai, nhưng rất tiếc là bóng đã đi chạch. Sẽ là tình huống đá biên cho cầu thủ sạch rút. Tình huống đá biên nhanh. Đây là ba. Rất đáng tiếc, pha dứt điểm vừa rồi là của cầu thủ áo số 11 Cao Đăng Công. Khi mà thủ thành của Eleno đã đứng hình thì cú dứt điểm của Cao Đăng Công đã đưa bóng đi chạch phía khung thành. Cao Đăng Công. Đại biên cho các cầu thủ Eternal. Đây là Tiến Anh. Dứt điểm luôn. Và dứt điểm luôn bằng chân trái của Tiến Anh. Ngọc Thái. Tiến Anh. Thế anh làm gì đây? Rất tốt. Không thể đưa ra tình huống dứt điểm đến từ vị trí của Việt Anh. Tình huống sâu kim rất tốt của Việt Anh, nhưng đáng tiếc là các cầu thủ Eto'o đã lùi về kịp để phá bóng ra phía bên ngoài đường biên. Sẽ chỉ có tình huống phản góc cho các cầu thủ sạch rút. Dứt điểm luôn Ngọc Thái. Vừa là một pha dứt điểm luôn đến từ vị trí của Ngọc Thái. Chuẩn Messi đang đứng trước bóng. Đây là chuẩn Messi và Ngọc Thái. Có vẻ như Ngọc Thái sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt này. Ở những vòng đấu trước thì các cầu thủ sạch rút đã có bàn thắng đến từ những chấm đá phạt. Cũng trong tình huống như thế này, cú sút hay. Và như vậy là tỷ số của trận đấu đã là 1-0 nghiêng về các cầu thủ sạch cú rút. Cú dứt điểm không để cản phá của cầu thủ mặc áo số 30 chuẩn Messi. Khi mà tôi đang nói về tình huống đá phạt của đại biên cho các cầu thủ Eternal. Lê Văn Long sẽ thực hiện pha đại biên này. Đường chuyền của Lê Văn Long.
đường truyền rất tốt của Lê Văn Long đến vị trí của số 0 Nguyễn Nhật Bình. Một pha đánh gót điệu nghệ của cầu thủ mang áo số 0. Rất tốt. Lê Văn Thủy đã không thể phản xạ trong tình huống vừa rồi. Một pha dàn xếp đá biên rất tốt đến từ vị trí của các cầu thủ Arsenal. Tỷ số của trận đấu bây giờ đã là 1-1. Có vẻ như cao đặc công chuyển Messi. Đây là Xuân Trường. Xuân Trường dứt điểm luôn. Rất tốt, pha cả pha rất tốt đến từ vị trí thủ thành của Arsenal. Nhật Bình rất khỏe. Liên tiếp là tốc độ đến từ vị trí của Nhật Bình. Đây là chuyển Messi. Chuẩn Messi. Vẫn là chuẩn Messi. Pha độc diễn đến từ vị trí của chuẩn Messi. Phúc Yên. Phúc Yên. Các cầu thủ Sạch Phút đang rất nôn nóng để có thể tìm kiếm bàn thắng dẫn trước khi mà tỷ số bây giờ đã là 1-1. Đường chuyền hơi sâu đến từ vị trí của Văn Long. Xuân Trường là Công Hùng. Công Hùng chuyển cho chuẩn Messi. Chuẩn Messi làm gì đây? Vẫn là Xuân Trường. Chuẩn Messi. Dứt điểm ngay. Vẫn là một pha dứt điểm ngay đến vị trí của chuẩn Messi. Liên tiếp là những pha dứt điểm đến vị trí của chuẩn Messi. Và tấn công của các cầu thủ Sạch Phút Hút đang là những cầu thủ có khả năng dứt điểm ngay. Và tỷ số là 2-1 đến cho các cầu thủ Arsenal. Rất bất ngờ. Các cầu thủ Arsenal bước vào vòng đấu. Số 14. Số 8. Các cầu thủ Arsenal bước vào trận đấu này với tâm thế là đội cửa dưới, nhưng rất bất ngờ là hiện tỷ số hiện tại bây giờ đã là 2-1. Tình huống đang trở nên rất khó khăn cho các cầu thủ Sạch Phút Hút. Thật khó tin khi mà hai vòng đầu trước thì các cầu thủ Arsenal vừa phải nhận thất bại với tỷ số đậm đà 8-0. Nhưng đến lúc này Xuân Trường rất bất ngờ. Một đường chuyền như đặt của chuẩn Messi dành cho Xuân Trường. Và tỷ số của trận đấu bây giờ đã là 2-2. Rất hấp dẫn, liên tiếp là những bàn thắng được ghi đến từ vị trí của cả hai đội. Và dứt điểm khá nguy hiểm của cầu thủ mặc áo số 7 Đức Anh. Đây là Hùng Bé làm gì đây? Cắt ngang, dứt điểm luôn. Một pha dứt điểm luôn đến từ vị trí của Đức Anh. Rất tốt. Tỷ số là 3-2 dành cho các cầu thủ Arsenal. Một pha sút xa của các cầu thủ Arsenal. Khi các cầu thủ Sạch Phút Hút vừa tìm cho mình được bàn gỡ thì họ đã phải nhận cho mình một bàn thua tiếp theo. Và tỷ số bây giờ đã là 3-2. Là Cao Đăng Công.
Ôi, rất nghệ sĩ dứt điểm ngay đến. Lê Văn Thủy đã làm chủ được tình hình. Đây là chuẩn Messi. Thế trận tăng hòa của các cầu thủ Eternal. Đây là Nhật Minh. Đây không bé không để qua được. Công đồng. Đây là Cao Đăng Công. Chuyển Cao Đăng Công dành cho Xuân Dương, dứt điểm ngay. Tỷ số là 3-3. Tình huống dứt điểm ngay. Chuyền cho các cầu thủ sạch Fruit. Rất cay gấn, tỷ số bây giờ đã là 3-3 rồi. Đây là chuẩn Messi. Dứt điểm ngay. Eternal bây giờ đã thấm miệt rồi. Đây là dứt điểm và tỷ số là 4-3 cho các cầu thủ sạch Fruit. Đường căn ngang không để tuyệt vời hơn của Phục Yên cho Văn Thủy. Thủ môn đã có thể chạm tay vào bóng, rất tiếc là vẫn lăn vào lưới. Tỷ số là 4-3 cho các cầu thủ sạch Fruit. Rất hồi hộp Đức Anh và Ngọc Thái, xin lỗi Đức Anh và Tiến Anh đang là đứng cầu thủ đang đứng trước bóng. Dứt điểm ngay. Tình huống đá phạt khá bài bản của các cầu thủ Eternal, rất tiếc là bóng đã không thể vượt qua được hàng rào. Và như vậy là trận đấu đã được kết thúc. Tỷ số của trận đấu là 4-3 nghiêng về phía các cầu thủ sạch Fruit. Một trận đấu rất cảm xúc đến từ phía cả hai đội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình trực tiếp lần sau.